Ừ, gì đấy? Lô. Ờ, tao bảo này. Ờ, đêm nay tao phải chạy deadline nên chắc là về muộn. Nếu mà có gì mà Hân say quá thì mày đưa Hân về nhá. Biết rồi, yên tâm. Con vợ mày, nó cũng là chiến hữu tao mà. Ờ, ông cũng uống ít thôi đấy. Nhá. Về nhà rồi, xuống đi coi quần nữa. Xuống. Nào đi 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 đi. Sao nhanh. Sao lại về nhà? Con về nhà đi đâu? Bạn đi ăn phở mà. Ở việc cái gì muộn rồi, đi về. Đi. Ô, đi về đi, con lạy mẹ đấy, đi về cho con nhờ đi. Con muốn ăn lòng cá. Lòng cá gì, về nhà rồi thế này. Về. Chó. À, ai, ai. Sao mày cắn tao? Chó này là chó bỏ tao ngã. Mày là chó ấy, khắm vai. Đứng dậy. Nào. Trông chán không? Này con ơi. Bỏ ra cứ đi. Nhá. Này. Ừ. Xin chụp ảnh nha. Mày gì mà đào? Bố mới thèm bảo ấy. Cụ mà chụp ảnh để báo cáo chồng rồi đấy. Ê, đừng. Tạo dáng á. Ai... Nào, cụ te đi. Ai... Ba... Xem không này? Còn lâu. Biển vậy. Ngủ sớm đi nhá. Làm gì? Sút kìa, thêm một lỗi kìa, uầy. Đùa. Chào bạn ơi. Bà về chưa? Tôi vừa về đây. Ê. Này. Ở đây. Ừ, gọi việc gì đấy? Đâu, việc gì đâu. Tức là gọi để quản lý đúng không? Gọi để nhắc em là nhớ khóa cửa. Rồi trộm cắp nhiều lắm đấy. Quên mất, chìa khóa luôn. Thôi, thế nhá.